Dự án trạm biến áp 220 kV Phú Bình 2 và đường dây 220 kV Phú Bình 2 rẽ Thái Nguyên - Bắc Giang là dự án trọng điểm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC thực hiện trong năm 2024-2025 nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của khu công nghiệp Phú Bình nói riêng, toàn bộ lưới điện 110 kV phía Nam tỉnh Thái Nguyên và các vùng phụ cận nói chung. Trước làn sóng đầu tư mới của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, dự kiến nhu cầu phụ tải các khu công nghiệp khu vực Phổ Yên, Sông Công và Phú Bình giai đoạn 2024-2026 sẽ tăng thêm khoảng 500 MW. Với nhu cầu phụ tải tăng nhanh như vậy, lưới điện hiện hữu của khu vực không đủ năng lực truyền tải, không có độ dự phòng. Đánh giá được mức độ quan trọng và nhu cầu cấp thiết của dự án, EVN-NPC đã bổ sung công trình trên vào danh mục các công trình trọng điểm để Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của Tổng công ty điều hành và trực tiếp thực hiện là Ban quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc, Công ty Điện lực Thái Nguyên. Tổng mức đầu tư dự án lên tới 559,2 tỷ đồng, được triển khai phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Quy hoạch điện 8 và Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.